Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT sẽ làm về một cái em dragon đẳng cấp là ER. Wow, con này nó có một cái tên rất là thú vị, đó chính là Banana. Wow, này là quả chuối khổng lồ các bạn à. Ây cha, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Chú ấy là quả chuối và chú ấy lướt đi như một vị thần và có một cái vỏ chuối té sắp mặt như một thằng rần luôn. Các anh ơi, cho quả chuối ra và chúng ta lên được level 18 và qua được cả khúc luôn cơ. Oh my god. Và level 18 rồi, chúng ta được cái gì đây? Có thể mua em này với giá giảm tới 95%. Nó còn có 140 game, chúng ta còn 111, thiếu chút đỉnh. Bỏ đi. Con này dù sao nó chắc có thể like ra được ấy. Về sau mình tính sao. Rồi, last up. No. Oh no, bỏ qua em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nâng level lên cho cái bé banana này nha. Quả chuối khổng lồ. Đây, hắn ta sẽ cho các bạn xem sức mạnh nó được tăng từ từ như thế nào. Cộng được 300. Wow. Và các bạn xem video thì cho HNT một subscribe nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm subscribe và mở thông báo hình cái chuông kế bên nút đăng ký lên để khi mà HNT ra video hay là livestream thì anh em sẽ được nhận thông báo và chơi với HNT cho vui. Rồi, ở đây thì HNT sẽ đặt tên cho nó là quả chuối khổng lồ. Quả chuối khổng lồ. Ok. Rồi. Đây, bây giờ thì HNT sẽ... Wow, chú ấy có một cái hiệu ứng rất là thú vị luôn. Mông mệt bác. Rút khẩu súng ra và piu piu piu. Quá tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái bé banana này. Rồi, cảm ơn một thành viên vừa subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái khu vực legend. Vậy là hai tay nở con rồng nào ra là lên level như phim luôn các bạn ạ. Còn cái đập đá nữa, hai tay mới level 17, còn nửa cây nữa mới lên level 18. Mà mình nhào vô mình đập đá một phát một á là nó lên gần max level 18 luôn. Và đây là quả banana của chúng ta. Trận này thì mình sẽ đi bassy nhẹ nha. Đây. Lên level 18 rồi nhưng mà vẫn còn ở cái mốc level 17 luôn. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng rồng hoang dã để giảm sát thương, ủa là giảm máu tem bạn trước. Chẳng hạn như bây giờ mình bát xê nhẹ nè. Oh my god. Sức sát thương vô cùng kinh khủng đến từ rồng hoang dã. Ôi, một cái nhẹ thôi mà chú ấy đã hốt mất cái em đó luôn, level 15 luôn ấy. Quả chuối chúng ta vẫn được đam nhưng mà anh đang rất là ai e ngại vì sợ đánh không lại. Đó. Cho quả ớt cây ra giảm máu và bây giờ chúng ta sẽ lấy quả ớt của mình ra. Với sự hộ báo đến từ cơn sóng tsunami. Tuyệt vời. Wow, chúng ta vừa mất 5k mấy máu. Ôi, quả ớt sừng trâu của chúng ta lên được tới chữ B rồi nè. Chữ B trừ các bạn. Khi lên chữ B thì chúng ta đang ở một cái tầm cao mới luôn. Hiệu ứng khá là đẹp luôn. Khi mà lao thẳng tới sử dụng cái miệng của mình và nó tung ra những cái râu ria rậm rạp. Chúng ta sẽ để cái quả ớt này ở nhà nha. Tập này mình sẽ mang thêm cái em rồng sa lầy ra. Hai con này là cùng giá và giống nhau, một con hệ đất các bạn, còn một con là hệ nước. Wow, bé này là Les, con này là ai cũng sẽ có được nếu như chơi lại từ đầu. Rồi, chúng ta sẽ bắt xe nhẹ nha. Wow, nhẹ thiệt luôn.
Bây giờ chúng ta đang đối phó với bé Bonzon. Đây, cho anh bạn xa lầy ra. Nói gì nói chứ cái con này nhìn nó rất là xinh và tươi. Wow, bây giờ chúng ta gặp một cái bạn Eliosa. Ở cổ chú ấy có đeo hai cái sợi móc, các bạn có ai để ý thấy không? Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Với tiệt chiêu lá thì như thế nào nè? Quấn quýt dây leo. Mông mệt tát mát. Nhìn cưng quá đi. Và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết luôn hả ta? Hay là mình sẽ cho... Rồi, hai người ta sẽ lấy cái chiêu bèo nhất luôn. Cơn sóng tí hôn. Chuẩn luôn các bạn ạ. Chúng ta quýnh chừa một ít máu để cho cái bé banana ra hốt xác. Phải chi mà cho con này rút được cây súng ra bắn tành tành thì rất là thú vị luôn á. Wow, nhìn cưng dễ sợ luôn. Hai cái tay để ở trên hai cái vỏ chuối mà kéo ra đấy. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt xe nhẹ nữa một thành viên level 17. Và bạn nào mà chưa kết bạn với cái nick Facebook mới này của HNT đó thì hãy kết bạn nha. Rồi để khi mà HNT đi solo hay là mình đấu với nhau ấy thì anh em chúng ta sẽ gặp nhau trong livestream hay là trong video cũng ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi nhẹ nhàng luôn. Cảm ơn Yến Phương nha, một thành viên vừa subscribe kênh HNT Channel. Đây, chúng ta sẽ cho cái bé banana ra với khả năng ghẹo chọc vô cùng là bá đạo của chú ấy. Wow. Cầm quả chuối trời các bạn à, có ai để ý thấy hiệu ứng rất là đẹp đến từ chú ấy không? 2001. Ồ, bé Lubo này giật mạnh quá. Tiếng sát thương đến từ cái con này đúng là không thể coi thường được. Bé này là đẳng cấp VR. Còn banana của chúng ta mới có đẳng cấp R thôi. Wow, làm sao lại lên được cái chữ C cộng rồi ca. Bé rồng hoang dã, anh ta đang cố gắng gồng gánh cho nó lên được cái chữ gọi là A. Chữ A trừ. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ... không cho mình chơi ở đây nữa. À, chúng ta đi thu hoạch ít vàng nha. Ăn nữa nè. 2000 pâu luôn. Đây, thu hoạch trong đây là rất nhiều pâu nè. Rồi. Bây giờ nó thì chúng ta còn cái trứng nào không? Còn cái nào thì lôi ra ấp luôn. Chẳng hạn như cái này đi. Ồ. Con này là con cấp C mà hình như là có thể băng ấy. Wow. Có một thành viên nữa vừa subscribe nha, Hiền Nguyễn. Rồi bây giờ thì HNT sẽ đi nhận được 800. Mình sẽ cố gắng mình nâng cấp cái nhà này lên nè. Wow, rất là nhiều vàng luôn. Gửi rồng đi giải cứu thế giới. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái khu vực West nha. Khu vực quest này nó sẽ cho mình điểm để mình chơi adventure. Đây, con này là còn 6 tiếng nữa thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục vào đây để chiến đấu. Wow, đây là ba em đẳng cấp siêu sao. Siêu sao đối với HNT vì đơn giản những cái con này là mạnh nhất team của mình. Khả năng vô cùng bá đạo đến từ cái bé Nessie. Chú ấy chui vào quả trứng và ló hai con mắt ra để nhìn người khác thôi. Coco. Ồ, giống như là chiến binh hay là tượng đài vậy. Rất là to và bự luôn. Để hai cái khăn tràn xuống giống như Pharaon vậy các bạn. Wow, còn cái con này màu mè qua lá hẹ quá luôn nè. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu vàng và màu xanh. Giải quyết bằng tuyệt chiêu mặt trăng nào. Wow. Và để xem coi cái game này nó cho mình được bao nhiêu điểm nha. Bao nhiêu? 50. Ồ, thú vị đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tiếp cái khu vực gọi là Advent.
là anh ta đang chờ cho hai cái video mới up lên mà nó được khoảng 5.000 like đó, anh ta sẽ mua cái con đẳng cấp Legend về review cho các bạn xem. Nhưng mà chờ hoài nó vẫn chưa được, nó mới được 3.000 mấy like rồi. Anh em nào mà chưa like thì qua like ủng hộ anh ta với nha. Rồi còn bây giờ thì đừng vào tim em sao xa quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử mò đi đường này nha. HNT đúng là rất là ghê gớm luôn. Chơi đó là người ta có bản đồ hay gì người ta làm mà anh đi mò đường không. Mò hoài cũng ra thôi. Thôi chúng ta được 2 điểm luôn nè. Chơi Advanced là một trong những cái chỗ mà chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều vàng và thức ăn. Wow. Hai đi, thôi năn nỉ luôn, nó cho mình 2 điểm đó là mình sẽ nhận được cái pau rồi. Cứ từ từ thông thả. Chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Bao nhiêu? 3.000 pau các bạn à. Các bạn để ý thấy chưa? Khi mà chơi Advanced là các bạn sẽ được nhận pau rất là nhiều luôn. Ba đi thử sao mà nó quay đúng hồi hộp luôn, tới số 3 bắt đầu nó lướt nhanh qua. 3.500 pau. Các bạn thấy ghê gớm chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng leo núi nè. Số 3 đúng không? Chạy với tốc độ bàn thờ lên liền. Lên. Đây để cho coi nó đẩy mình lên tới đâu. Lên nóc nhà luôn. Rồi. Sao lại có chỗ đi xuống ta? Đi lên thì cho lên nóc nhà luôn đi. Nó còn có cái chỗ để cho chúng ta quay lại nữa nè. Wow, nhận được một viên gem. Ở dưới à? Thôi không xuống dưới đâu. Anh thích đi lên à. Gem rất là khó kiếm. Nên anh thấy gem là anh ta rất là vui rồi. Wow, một con cấp E. What? Lộn đường nữa rồi. Trời ơi, chui vô cái chỗ này làm cái gì? Trời ơi, nó cho có một điểm luôn mới cay đấy chứ. Tính là mình đi méo bên đây nè, tốt hơn. Không các bạn. Bây giờ phải đi lội ngược xuống nè. Sao? Dạng sự khởi đầu nan, gian nan từ từ tiến thôi. 3 điểm đó. Lên luôn đi. Anh ta nghĩ là lên luôn đi. Anh cái gì vậy nè, sao hết rồi. Rồi cuối cùng anh ta đã mò được tới đây rồi. Không biết còn lâu không mới tới đích. Hình như còn khá là xa vời luôn ấy. Oh my god, cái này chắc cái con này anh ta chỉ được nhìn nó thôi chứ không được không được chiêm ngưỡng hay review nữa rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu vực khác. Rồi chúng ta sẽ làm được cái gì ở đây nè. Anh ta sẽ đi chiến đấu trong cái chỗ mà người ta gọi đó là fan hả ta? Arena đi ha. Chiến đấu với arena cho vui. Wow, cuộc đại chiến sẽ được biểu diễn ở đây. Quả chuối khổng lồ thì mình phải chờ khi nào mà gặp cái tem mà nó vừa á thì mình mới đem quả chuối ra. Còn mấy cái con này toàn là đúng rồi các bạn, đang có một cái Advanced Light, cái con đẳng cấp R mà cái con điện ấy nhìn rất là đẹp luôn. Anh em nào mà chưa có cái con đó thì xíu nữa ra like với HNT cho vui. Còn bây giờ thì rồng hoang dã giải quyết vấn đề của chú nào. Alright. Wow, cảm ơn anh hùng anh hàng ta nhìn không rõ cho lắm. Cảm ơn bạn vừa subscribe nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng quả ớt cay. Chết rồi, một cái quá sai lầm rồi. Ở trong đây là chết thì chúng ta sẽ không hồi sinh lại được, cho nên là quýnh phải vô cùng cẩn thận luôn. Chỉ cần một chút mà sai sót nhỏ thôi là chúng ta phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mình đã phải hy sinh hết một cái em đẳng cấp chữ Legend và chữ B luôn rồi. Bây giờ là nhờ quả chuối ra. Banana, quả chuối khổng lồ. Ba em này đều là chữ C và level 15. Theo sự tính toán của HNT đó thì mình nghĩ đó là chơi được.
Đây, 1 ký. Rất là may luôn, đội hình của chúng ta được đánh trước. Cái dòng quả khổng lồ và nguyên một cái hàm răng bự của chú ấy vừa ngậm thành công bé 4 ký. Bây giờ tới bếp viên. Wow, cho anh nhìn chiêm ngưỡng cái nào. Một chiếc giày. Em này chỉ là có một chiếc giày và đồ chơi trong giày thôi. Hai chân của chú ấy bỏ vô chiếc giày các bạn ạ. Theo sự suy tính của HNT thì anh nghĩ là chúng ta nên lấy con rồng xa lầy ra. Nhẹ nhàng. Còn em này, con chim đẹp quá luôn. Wow, con này đúng đẹp luôn các bạn ạ. Trời ơi, nhìn vậy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. 7.001. Với đôi cánh rất là đẹp của chú ấy vừa tung một cái tiệc chiều gọi là gió quạt. Rồi, anh sẽ đưa chú ấy về vùng bình yên luôn. Rồng xa lầy lên tới chữ C cộng rồi, nó gần lên bước qua một cái tầm cao mới là chữ B. Wow, B chữ A luôn, ghê vậy. Nhưng mà các bạn biết mình đang đi với ai không? Chúng ta đang đi với cái anh bạn gọi là quả ớt sừng trâu đấy. Quả ớt này á là nó được đam với khá là nhiều con cho nên anh không có ngán. Rồi, cố lên là rồng xa lầy. Yeah. Wow, Legend. Không phải Legend mà con này là rồng lửa hệ C. Bé này đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ chiêu xa lầy. Nước dập lửa, một nguyên tắc vô cùng bình thường, ai cũng biết. Rồi này, anh chơi nhẹ nhàng luôn. Biết đâu hết trận này cái cô bé rồng xa lầy của chúng ta sẽ lên được tới chữ B. Không lên, nguy hiểm. Vẫn ok, vẫn còn tốt. Máy vẫn còn xài ngon và chạy trơn tru. Wow, victory. Quả chuối của tên bạn level 15 luôn. Con này là... Oh my god. Nhìn con cấp R và level 15 vậy. Hệ hắc ám nữa chứ, hệ hắc ám thì chúng ta phải có hệ mặt trời. Không biết trận này quýnh ăn không nữa. Trận này nó sẽ hơi khó các bạn. Ca này bác sĩ nói hơi khó. Đây. Khi mà tiệt chiêu mặt trời này các bạn ý là tiệt chiêu mặt trời sẽ đam được với tiệt chiêu mặt trăng cho nên các bạn có việc yên tâm. Dứt điểm thành công. Điều quá tuyệt vời. Banana đang lao ra với khả năng của quả chuối thì khá là ớn ăn luôn. Chúng ta được đam nhưng mà máu mình đang còn khá là thấp, mình không muốn hy sinh cái bé đó. Quả ớt sừng trâu. Banana tung chiêu, rung tim và chờ đợi. Rồi, giải quyết được con này và chúng ta sẽ gặp một cái em hệ nước, Rosie. Ok, chào cô bé. Theo anh ta suy tính là mình nên lấy quả chuối khổng lồ này ra bát xê nhẹ trước và sau đó đó là sẽ quả ớt sừng trâu sẽ lao ra thì chúng ta sẽ chắc ăn hơn. Đây, chơi là phải có bài bản sách vở đàng hoàng. Hãy chơi các bạn bây giờ, nếu như mà cái con quả ớt sừng trâu này lao ra trước, chúng ta đam có 7.200 thôi mà máu tên bạn tới 7.300, chúng ta sẽ chắc chắn một điều rằng mình sẽ phơi thay giữa chiến trường. Chữ C, chữ B, mình level 18 luôn kìa. Chiêu mặt trăng, thì chiêu mặt trời chứ, thì chiêu mặt trời thì lấy cái chiêu gì dập nó bây giờ? Chiêu gì đam với thì chiêu mặt trời anh quên mất tiêu rồi. Thôi kệ, chơi khô máu luôn. Wow, để xem nào. Và các bạn hãy subscribe kênh HNT Channel và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Kế bên nút đăng ký để khi mà HNT ra video hay livestream thì anh em sẽ được nhận thông báo và vào chơi với HNT cho vui. Và hãy cho HNT một like để ủng hộ, cũng như là hãy chia sẻ video để cho chúng ta có động lực
ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa. Và đừng quên like nha, cái nút này là cái nút rất là quan trọng. Đủ 5.000 like HNT sẽ mua một cái con đẳng cấp Legend, một cái con rồng của Dragon City, con rồng Legend về review cho các bạn xem nữa cho vui. Rồi bây giờ đó thì chúng ta sẽ đi gẹo chọc những cái bé này. Wow, các bạn để ý thấy là quả ớt sừng trâu của chúng ta khi mà lao ra hai con mắt nó biến thành màu xanh, xanh lè luôn. Nhẹ nhàng cái nữa nè. Wow, có ai để ý thấy không? Chúng ta còn có 3.000. Thôi không ổn rồi các bạn ơi, cho quả ớt vô trốn liền và ngay lập tức luôn. Rồng Salay solo với level 18, tên bạn level cao hơn mình. Tiệt chiêu lá lại được đam với tiệt chiêu mặt trời hả ta? Lá hút nắng, đúng rồi, một cái nguyên tắc rất là thú vị. Coi như là lá sẽ hút ánh nắng vào để làm cho cây xanh tươi tốt, đúng không nào? Đó là một cái nguyên tắc hệ lá được đam với hệ mặt trời. Mới suy nghĩ ra luôn, thấy ghê chưa? Bây giờ chúng ta đến với đồng đinh ốc luôn hả ta? Hệ nào đam với hệ đinh ốc ta? Cái này chắc mình bỏ qua đi. Có một cái con VR và nó là level khá là cao. Trận đại chiến này sẽ ai là người giành được chiến thắng? Chippy, thôi ôi, ngọc trai mà nó đeo cái cổ nó thấy ớn không? Cục nào cục nấy như hột xoàn vậy, ôi hột xoài. Cái tiệt chiêu lửa nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Romy. Hãy xem cái bé Romy này bị giải quyết như thế nào. Thấy chưa, mặt trời là sẽ bị đam với lá liền. Rồi tới bé Puffy. Puffy thì hệ lá thì lại sẽ bị nó lên được chữ B rồi nè. Đúng rồi, như là mình lên quả ớt sừng trâu, mình lên tới chữ B rồi các bạn. Wow, chú ấy đang ở được một cái tầm cao mới rồi. Sau khoảng thời gian vất vả, chúng ta đã đưa chú ấy lên được. Còn có một trận nữa là mình sẽ nhận được một cái rương. Rồi, xong. Hiện tại HNT đang level 18 và để HNT đi đập đá nè. Mình sẽ lên, biết đâu lên được level 19 luôn á. Đá. Wow. Wow, các bạn thấy chưa? Đập đá lên level rất là nhanh. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy xem video thì hãy chia sẻ video và cho HNT một like nha. Nó sẽ là động lực để cho anh ra nhiều video hấp dẫn hơn cho các bạn xem. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.